hiện tượng tâm linh trong văn hóa dân gian Việt Nam, những linh hồn trong cánh bướm. Không biết từ bao giờ, người Việt ta luôn tâm niệm rằng, hễ chim cú hay quạ đậu trước nhà kêu 7 tiếng thì có nam mất, kêu 9 tiếng thì nữ qua đời. Cũng không biết từ bao giờ người ta đồn rằng hễ linh miêu nhảy qua xác người chết thì có quỷ nhập tràng, chó sủa 1 tiếng là ma, 3 tiếng là người. Và còn đó những vô số những quan niệm có sự liên quan giữa thế giới vô hình với các loài động vật. Hiện tượng linh hồn trong những cánh bướm đề chỉ, theo những câu chuyện dân gian truyền miệng, nhiều gia đình sau khi mất đi người thân đã từng có những trải nghiệm kỳ lạ. Trong lúc cúng cơm hoặc khi con cháu tụ tập trước bàn thờ, bất thình lình một con bướm trắng xuất hiện bay vào nhà. Con bướm lớn này bay lượn, đậu lên vai, tóc của những người hiện diện. Nó còn đậu rất lâu lên di ảnh của người đã khuất sau đó mới rời đi. Vì thế lâu dần người ta đồn với nhau rằng hiện tượng những con bướm to thi thoảng bay vào trong nhà bạn đậu chính là sự hóa thân của linh hồn người chết, một cầu nối tâm linh giữa hai miền hư thực. Khi ai đó mất, linh hồn của họ có thể mượn hình tượng con bướm để trở về thăm con cháu. Đôi khi, bướm cũng có thể hiện hình để cảnh báo một cái chết hoặc một sự kiện không may.